1 triệu liều vaccine do Nhật Bản viện trợ sẽ tiêm cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Lễ tiếp nhận lô vaccine gần 1 triệu liều phòng COVID-19 của chính phủ Nhật Bản trao tặng Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 diễn ra lúc 22 giờ đêm 16 tháng 6 tại sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, thay mặt chính phủ Việt Nam tiếp nhận lô vaccine này. Vaccine có tên là Varia Intramuscular Injection, tên khác là COVID-19 vaccine AstraZeneca Injection, dung dịch tiêm bắp, một lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5ml. Lô vaccine này khởi hành trên chuyến bay NH897 từ sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản lúc 18 giờ 45 phút ngày 16 tháng 6 theo giờ địa phương, đến sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội lúc gần 22 giờ theo giờ địa phương. Loại container bảo quản vaccine từ Nhật Bản về Việt Nam của hãng Casfe do Mỹ sản xuất có thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong, điều chỉnh từ 2 đến 8 độ C trong suốt quá trình vận chuyển. 22 giờ 20 phút cùng ngày, toàn bộ lô vaccine ngừa COVID-19 này đã được vận chuyển đến kho bảo quản tại sân bay quốc tế Nội Bài. Việt Nam cam kết sử dụng lô vaccine này hiệu quả và nhanh nhất. Ngay sáng mai, 17 tháng 6, lô vaccine này sẽ được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói. Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Nhật Bản viện trợ vaccine phòng COVID-19. Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Yamada Takio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, đây là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam để cùng vượt qua đại dịch COVID-19. Và sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, thì nam bệnh nhân 57 tuổi từ nguy kịch chuyển biến tích cực, 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 chính thức xuất viện trong ngày hôm nay. Đây là ca khỏi bệnh thứ 2 trên cơ địa bệnh nền nặng trong tổng số 11 ca bệnh đã xuất viện. Bệnh nhân 57 tuổi trú tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có tiền sử tai biến mạch máu não năm 2019 và có tiền sử uống rượu nhiều năm. Sau khi được xác định nhiễm COVID-19 thì ông được chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 7 tháng 5 trong tình trạng tiếp xúc được, yếu nửa người do tai biến cũ. Sau 2 ngày nhập viện, bệnh nhân tiến triển nặng, có tình trạng sản, nói nhảm. Sau 9 ngày bệnh nhân chuyển biến xấu hơn, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản và thông khí nhân tạo xâm nhập ngày 16 tháng 5, sử dụng thuốc vận mạch, nâng huyết áp đảm bảo tưới máu tổ chức. Sau 8 ngày thở máy hồi sức và chăm sóc tích cực, thì đến ngày 26 tháng 5, bệnh nhân có chuyển biến tốt. Ngày 9 tháng 6, bệnh nhân được rút ống thở thành công, tập vận động phục hồi chức năng tại giường, cơ lực khá. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp. Bệnh nhân chính thức được xuất viện và trở về gia đình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, 2 ngày gần đây, tại tỉnh Bắc Giang, thì số ca nhiễm COVID-19 mới được Bộ Y tế công bố có dấu hiệu tăng cao. Cụ thể, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 15 tháng 6, Bắc Giang có 207 ca mắc mới. Tiếp tục sau đó, đến 12 giờ ngày 16 tháng 6 đã ghi nhận thêm 189 ca mắc mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, việc này đều đã nằm trong dự tính và trong những ngày tới, con số mắc mới có thể tiếp tục tăng cao. Nguyên nhân là do tỉnh này đang thần tốc xét nghiệm trong các ổ dịch lớn, các khu nhà trọ tập trung đông công nhân với tần suất là 2 ngày một lần, tiến tới dập dịch hoàn toàn. Sau hơn một tháng tập trung toàn lực lượng chống dịch COVID-19, đến nay, tỉnh Bắc Giang đánh giá các nguồn lây đã cơ bản được khoanh vùng, thu hẹp. Do đó, kể từ ngày 7 tháng 6, tỉnh này đã quyết định triển khai kế hoạch cao điểm dập dịch. Theo phân tích tình hình, hai nguồn lây chính hiện nay của Bắc Giang là tại một số nhà trọ công nhân trong khu vực phong tỏa thuộc địa bàn huyện Việt Yên và tại một số điểm cách ly tập trung ở huyện là nơi tiếp nhận số công nhân ở huyện Việt Yên về. Do đó, trong hai ngày 15 và ngày 16 tháng 6, tỉnh sẽ di dời nốt 2.500 công nhân thuộc nhóm nguy cơ cao khỏi các khu vực nhà trọ trước đó đã có F0, F1, dồn dịch vào các khu cách ly tập trung để dễ dàng kiểm soát, hạn chế lây lan trong cộng đồng. Muốn triệt tiêu hẳn cái mầm bệnh ở trong cái khu phong tỏa này là cả một câu chuyện không phải là đơn giản. Hiện nay chúng tôi đang tổ chức xét nghiệm là 2 ngày một lần, quét liên tục 2 ngày một lần để cứ có một cái mầm bệnh là đưa đi ngay. Đấy, nhưng mà cái virus này nó rất là nguy hiểm, nó được đánh giá là lây cả trong không khí nữa. Đấy, và nó còn tồn tại trong môi trường không khí như thế thì cái việc mà rủi ro trong cái việc là vẫn còn những mầm bệnh ở các khu phong tỏa này là hiện hữu. Đấy là cái mà thách thức lớn nhất của chúng tôi hiện nay và phải kiểm soát được. Chứ còn đã đưa vào khu cách ly tập trung rồi thì nó chỉ trong đấy thôi. Nhưng còn ở khu phong tỏa này vẫn là lẫn với dân, vẫn là lẫn với cả các cái công nhân khác. Thì đấy là cái điều mà chúng tôi đang thấy là cũng rất là khó khăn. Song song với việc dồn dịch ra khỏi khu dân cư đến các điểm cách ly tập trung để kiểm soát chặt chẽ,
tỉnh Bắc Giang cũng tăng tốc xét nghiệm hàng ngày đối với người cách ly. Và đây chính là lý do khiến cho số ca mắc mới trong những ngày gần đây của Bắc Giang tăng cao. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang dự báo điều này còn diễn ra trong một tuần tới, sau đó số ca F0 sẽ giảm sâu và tiến tới cơ bản chấm dứt. Phải có cái sự chung tay vào cuộc của người dân. Người dân phải vừa là những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch, nhưng đồng thời cũng chính là những người mà chúng ta cần phải bảo vệ. Cho nên là người dân cũng tham gia rất là tích cực trong cái việc phòng chống dịch này. Tham gia kể cả bằng là sức người này, tham gia kể cả đóng góp vật chất, cơ sở vật chất này, rồi tham gia bằng cái việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch này. Đấy là cái điều mà chúng tôi thấy là đã huy động được cái sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc phòng chống dịch này. Và đấy cũng là cái điều kiện mà tiên quyết để làm nên cái thắng lợi của cái công cuộc chống dịch. Người dân không nên đến chơi nhà người khác, không cho ai vào nhà mình với tinh thần nhà nhà đóng cửa then cài để tổng tấn công dập dịch. Tinh thần của cuộc tổng tấn công là dập dịch đã được thể hiện trên từng đường làng, ngõ xóm của tâm dịch Việt Yên. Với sự quyết tâm cao, tỉnh Bắc Giang đang kỳ vọng sẽ đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới từ đầu tháng 7. Vâng, và trong những ngày này thì tỉnh Bắc Giang đang phải căng mình trong cuộc truy quét để mà dồn dịch, tiến tới dập dịch tại tâm dịch lớn nhất cả nước. Song song với đó thì việc đưa các khu công nghiệp hoạt động trở lại cũng được xác định là nhiệm vụ cấp bách. Bởi nếu chờ đến khi dập dịch xong mới sản xuất trở lại thì chuỗi cung ứng sẽ bị đứt gãy. Và theo ghi nhận của ekip phóng viên VTC14 tại tâm dịch thì các doanh nghiệp là những mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang khẩn trương lên kế hoạch sản xuất trở lại. Luxury ICT là một doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực điện tử tại Bắc Giang. Năm 2020, công ty này giải quyết việc làm tại chỗ cho 30.000 lao động, doanh thu hơn 33.000 tỷ đồng. Là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nên việc ngưng sản xuất để phòng chống dịch bệnh cũng gây ra những tổn thất không nhỏ. Đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi đang chuẩn bị các cái điều kiện phù hợp với các cái yêu cầu để có thể sớm quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Và chúng tôi cảm ơn chính quyền tỉnh Bắc Giang trong suốt quá trình vừa qua thì trong cái công tác phòng dịch cũng đã hướng dẫn cho doanh nghiệp rất là nhiều để doanh nghiệp sớm có thể quay trở lại sản xuất. Trước những diễn biến khả quan về tình hình dịch bệnh tại tâm dịch Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã cho phép một số doanh nghiệp đủ điều kiện quay trở lại sản xuất. Hai tuần nay, công ty này dồn lực cho việc chuẩn bị bố trí chỗ ăn nghỉ cho công nhân. Luxury ICT dự kiến đón 13.000 công nhân quay trở lại sản xuất tại nhà máy thuộc Lô E, khu công nghiệp Quang Châu. Đến thời điểm này, phòng nghỉ, giường tầng đã sẵn sàng để đón công nhân. Doanh nghiệp cũng xây dựng kỹ lưỡng các phương án để đảm bảo công nhân bốn cùng, đó là cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng di chuyển. Thời gian tới để có thể sớm quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là nhiều các cái điều kiện cần thiết, ví dụ như là nơi ăn nghỉ của công nhân, và chúng tôi cũng đã sắp xếp cái việc phân phòng nghỉ hay là khu vực cách ly cũng đã được sắp xếp rất là rõ ràng. Đối với khu nhà ăn, ký túc xá hay là nơi làm việc thì chúng tôi cũng đã có một cái sự phân luồng rất là rõ rệt để nếu như mà có cái tình huống xấu xảy ra thì dễ khoanh vùng dập dịch. Trên địa bàn các khu nghiệp tỉnh Bắc Giang thì Luxury ICT có 3 địa điểm, 3 nhà máy. Một là ở khu công nghiệp Vân Trung, hai địa điểm, 2 nhà máy ở khu công nghiệp Quang Châu thì có ở Lô T và Lô E. Như cái nhà máy mà hôm nay đánh giá đây là ở Lô E. Thế thì phải ghi nhận là những cái rất là cố gắng, rất là nỗ lực của doanh nghiệp trong cái việc mà để đưa doanh nghiệp trở lại hoạt động. Bởi vì yêu cầu trong cái giai đoạn này thì là tất cả những người lao động mà đủ điều kiện quay trở lại hoạt động thì phải sinh hoạt, ăn ở tại doanh nghiệp. Đây cũng là một cái sức ép, một cái khó khăn đối với các doanh nghiệp khi mà không có cái khu lưu trú tập trung tại doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp cũng phải rất là cố gắng, rồi nỗ lực, phải bố trí những cái nhà xưởng, bố trí những cái phòng hội trường đấy, và bố trí những điều kiện cần thiết để cho người lao động. Đấy, thì doanh nghiệp này cũng đã là rất là tích cực và rất là khẩn trương để bố trí và đón lao động trở lại làm việc.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, rất nhiều doanh nghiệp quy mô lớn đang đặt nhà máy sản xuất tại 4 khu công nghiệp ở Bắc Giang với những tên tuổi lớn như Luxury, GoTech, Hisudan, Samwang Vina đều có cơ sở sản xuất tại đây với sản lượng sản xuất hàng năm rất lớn. Năm 2020, các doanh nghiệp ở Bắc Giang đã đóng góp 11,2 tỷ đô la Mỹ cho kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, riêng xuất khẩu đồ điện tử đạt trên 3,1 tỷ đô la Mỹ, thiết bị điện thoại đạt hơn 2,95 tỷ đô la Mỹ, thiết bị điện pin năng lượng mặt trời đạt trên 2,26 tỷ đô la Mỹ. Nếu các doanh nghiệp này phải dừng hoạt động lâu dài, không chỉ ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tới kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Giang, mà còn là kế hoạch sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng đang khẩn trương ra soát, thẩm định tiến tới cấp phép cho các doanh nghiệp đủ điều kiện để có thể khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Tính đến ngày 15 tháng 6 đã có 115 doanh nghiệp được cho phép sản xuất trở lại. Vâng, còn tại Bắc Ninh, dù số ca mắc đã giảm nhưng địa phương này vẫn là một trong ba điểm nóng nhất của dịch COVID-19. Là một tỉnh có nhiều khu công nghiệp, số lượng công nhân đông, Bắc Ninh đã thực hiện nhiều biện pháp để tránh nguy cơ dịch lây lan trong khu công nghiệp, vừa đảm bảo sản xuất. Trong đó thì một biện pháp được coi là hữu hiệu và đột phá đó là khóa chặt công nhân trong các nhà máy hoặc khu nhà ở tập trung. Để góp phần thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai kế hoạch sản xuất của nhà máy, cơ sở sản xuất, đặc biệt trong các khu công nghiệp khi có dịch xảy ra trên diện rộng, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình vừa sản xuất, vừa lưu trú bắt đầu từ 0 giờ ngày 2 tháng 6. Theo đó, tất cả doanh nghiệp phải bố trí xét nghiệm tập trung cho công nhân, những người có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 tiếng mới được đến làm việc tại nhà máy. Đồng thời, công nhân phải cam kết ở lại nhà máy, tuyệt đối không được ra ngoài nếu không có sự đồng ý của ban quản lý, các khu công nghiệp hoặc các cơ quan chức năng giám sát ngoài cổng. Định kỳ mỗi tuần, doanh nghiệp xét nghiệm cho tối thiểu 10% số công nhân viên ở lại nhà máy. Có hai phương án là công nhân ở lại ngay tại nhà máy hoặc là ở cái khu tập trung theo bố trí của địa phương. Và sau đó thì cứ 7 ngày chúng tôi xét nghiệm một lần để sàng lọc. Và khi mà trên 14 hoặc 21 ngày thì chúng tôi lại chỉ đạo là đảo 50% số đó tiếp tục về nơi lưu trú. Và 50 số còn lại đi làm thì chúng tôi vẫn thực hiện như thế. Nên chính vì thế là hiện nay thì đã có một số doanh nghiệp của Bắc Ninh đi vào hoạt động. Doanh nghiệp cũng được yêu cầu bố trí chỗ ở tạm cho người lao động trong khu vực nhà máy để duy trì sản xuất liên tục, không bị gián đoạn, tăng khẩu phần và chất lượng suất ăn để đảm bảo sức khỏe cho công nhân. Tỉnh Bắc Ninh khuyến khích các công nhân ở lại nhà máy tối thiểu 15 ngày một đợt. Số công nhân khi quay trở về nhà trọ, nơi cư trú được quản lý tương tự như F2. Tất cả lao động không tham gia sản xuất mà ở tại nhà trọ, nơi cư trú, không được đi ra ngoài. Như này thì thứ nhất là chúng ta quản lý được cái số lượng công nhân không đi lại trong giao tiếp với các đối tượng khác. Thì đây là một điều rất hạn chế cho việc lây nhiễm. Thế thì trong thời gian vừa rồi thì các doanh nghiệp cơ bản khi đưa vào trong khu công nghiệp thì phần lớn các doanh nghiệp khu công nghiệp sản xuất là cơ bản ổn định. Thế thì cái việc này cũng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất tốt. Mà hai là cái việc các cơ quan quản lý nhà nước phòng chống dịch kiểm soát cũng được dễ dàng hơn. Đối với những doanh nghiệp không có điều kiện bố trí không gian cho công nhân ở lại thì sẽ phải thuê các khu ký túc xá, các trường mầm non, thậm chí là khách sạn để công nhân lưu trú, không được về nhà. Khi đi làm, họ được đưa đón bằng xe của công ty. Thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 thì toàn bộ người lao động ở công ty mình đã được lên khách sạn này ở làm nơi lưu trú luôn. Chế độ phục vụ đầy đủ, có người phục vụ này, quần áo thì có người giặt cho này. Và trước khi đi làm thì được đo nhiệt độ ở đây. Tối đến thì ở đây là có hệ thống camera quan sát và được các đơn vị của các ban ngành và của cả nhà máy, cả ở đây là có một đơn vị bảo vệ thuê độc lập để giám sát công nhân sinh hoạt tại đây. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp tập trung và 26 cụm công nghiệp đang hoạt động với khoảng 450.000 công nhân.
tỉnh Bắc Ninh ghi nhận dịch COVID-19 ở một số doanh nghiệp lớn và có trên 50.000 lao động phải nghỉ việc do tác động của dịch COVID-19.